nên biết á, ở những cái nước ngoài và phương Tây hay nhất là Trung Quốc á, thì cái mảng này rất là mạnh. Ở Nhật nữa có những cái công ty là tập đoàn lớn họ làm về cái mảng này rồi, họ làm những cái show rất là to, một show như vậy là cả một tòa nhà vậy luôn chứ không phải văn phòng vậy đâu. Rất là nhiều chủ đề từ fantasy, chiến tranh, rồi lịch sử, rồi hiện đại, rồi mấy cái anime rồi các thứ rồi đó, Dragon Ball hay là Naruto, rất là nhiều luôn. Thì đó là một cái mảng rất là màu mỡ. Ở Việt Nam thì hiện giờ trong ngành phim của mình đang còn rất nhiều người thiết kế công nghiệp. Tại những cái mình thì background của mình là graphic design, thì khi mà làm việc trong môi trường phim thì mình còn phải design rất nhiều thứ, kiểu như là lâu lâu có một số mấy cái prop ghế này nọ mà cần build thiệt, thì lúc đó cần rất nhiều kiến thức của industrial design. Thường mình không có cái đó, mình phải tham khảo rất là nhiều nguồn, thậm chí là sau khi design ra build ghế nó không ngồi được, phải sửa lại nhiều. Cho nên nếu những bạn có background về industrial design thì làm những này rất là hợp, và hiện giờ ở Việt Nam rất là cần. Tại sau này khi VBIS ở Việt Nam phát triển nhiều, mình build prop thật và set thật rất là nhiều, cho nên mình rất là cần những người như vậy. Cái mảng làm về mô hình nhân vật này nó rất là mới Việt Nam, hầu như không ai biết hết á. Lúc mà tụi anh mới bắt đầu chơi theo những hội kín với nhau rồi chia sẻ nhau kiến thức cũng rất là ít, thì phải tự tìm hiểu mày mò làm ngày qua ngày, rất mất thời gian công sức và tiền bạc. Đối với mình đấy thì cái động lực thì đó là cái sự gọi là đam mê, một cái gọi là tâm huyết với cái thể loại mà mình theo đuổi. Thì đôi khi có những cái lúc khó khăn quá thì nó có những cái gọi là gần như là bế tắc, nhưng mà trong quá trình đó thì mình cứ tiếp tục tìm tòi thì rất nhiều nó sẽ có một cái hướng đi khác để mình tiếp tục cái đam mê. Mình là sinh viên cũ của trường Văn Lang, mình làm người sơn mô hình Mecha người máy. Thì sơn người máy nó có một cái đặc thù riêng, đó là những cái loại người máy này là một sự kết hợp giữa tế và giả tưởng. Cho nên mình phải bám sát vào hai yếu tố này, có nghĩa là người máy này nó có những cái chi tiết của xe tăng như chiếc giáp, đó là trong thực tế, và mình cũng phải bỏ vào những cái giả tưởng của mình trong cái tác phẩm này. Thì nói chung với việc làm phim thì cứ mỗi dự án giống như là mình sẽ làm lại từ đầu, mình sẽ nghiên cứu lại từ đầu, và mỗi dự án có một cách kiểu tiếp cận khác nhau. Giống như sau mỗi dự án mình sắp được nhiều thứ, và cứ mỗi lần đó là mình giống như thành con người mới vậy, mình rất thấy rất là fresh chứ không phải bị stuck vào một cái việc hoài. Làm bất cứ cái công việc gì thì chúng ta đều đòi hỏi một cái gọi là cái tâm huyết, cái đam mê bỏ vào đó. Ví dụ có thể đam mê đó có lúc bế tắc, có lúc thăng hoa, nhưng mà chỉ cần là bạn quyết tâm theo đuổi nó thì đam mê thì nó sẽ không bao giờ phụ bạn.